Xin cảm ơn khán giả vẫn đang giữ làn sóng Hoa Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam mở đầu với Julie. Hoa Kỳ bàn giao tòa nhà 1 triệu đô la cho Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ bàn giao khu lưu trú 5 tầng trị giá 1 triệu đô la cho Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam để phục vụ hoạt động huấn luyện. Theo đó, vào ngày 17 tháng 11, khu lưu trú chuyên gia và học viên quốc tế, còn gọi là tòa nhà S8, được Đại biện Lâm Thời, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Marie Damour bàn giao cho Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam. S8 là công trình gồm có 5 tầng, có tổng diện tích xây dựng 1.600 m² và giá trị xây dựng hơn 1 triệu đô la. Tòa nhà có 12 phòng cho giảng viên, 20 phòng cho học viên và các tiện ích khác như căng tin, lễ tân. Bà Damour khẳng định công trình thể hiện sự coi trọng mối liên hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, tượng trưng cho cam kết của Hoa Kỳ đối với việc tăng cường các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Kể từ năm 2015, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 11 triệu đô la cho Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị và cơ sở hạ tầng. Trước đó, Hoa Kỳ đã tài trợ xây dựng tòa nhà S5 tại Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đây là cơ sở huấn luyện giúp lực lượng Việt Nam chuẩn bị đưa bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan và tổ chức các khóa đào tạo của Liên Hiệp Quốc cho các nước láng giềng trong khu vực. Nạn nhân tôn giáo kêu gọi Quốc hội Mỹ chế tài Việt Nam. Trong một buổi trình bày tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam hôm 17 tháng 11 qua hình thức trực tuyến mà do tổ chức Thanh niên Phật giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Mỹ tổ chức. Những người tham dự đã nghe câu chuyện của các nhân chứng bị đàn áp tôn giáo từ Phật giáo, Công giáo, Tin lành cho đến Cao đài và phát biểu của một số vị dân biểu cũng như thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Mục đích của buổi trình bày là kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam, tức dự luật HR 3001 do dân biểu Chris Smith thuộc tiểu bang New Jersey đưa ra hồi tháng 5 2021, nhằm trừng phạt với các quan chức Việt Nam góp phần vào việc vi phạm có hệ thống các quyền con người được quốc tế thừa nhận, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Tại buổi trình bày, các vị chức sắc ở cả trong và ngoài nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức bị cấm đoán tại Việt Nam, đã mô tả tình trạng giáo hội bị sách nhiễu và ngăn cấm. Làm chứng tại buổi trình bày thông qua một người đại diện thì Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một trong những tù nhân tôn giáo nổi bật nhất tại Việt Nam, đã dẫn chứng các sự vụ mà ông cho rằng công giáo bị chính quyền đàn áp. Các đại diện của đạo Tin lành và đạo Cao đài cũng đưa ra với các chứng cứ làm chứng cho sự đàn áp của chính quyền đối với đạo giáo của họ. Phát biểu qua đoạn băng thâu sẵn thì dân biểu Alan Lewanto của địa hạt 47 tiểu bang California, vốn cũng là người đồng bảo trợ cho dự luật HR 3001, cho biết dự luật này đã có được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Hạ viện. Ông nói rằng tôi hy vọng sẽ thấy được sự ủng hộ này ở Thượng viện để Quốc hội Hoa Kỳ có thể gửi đi một thông điệp rõ ràng, đoàn kết đến chính phủ Việt Nam, rằng chúng ta đứng lên bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo. Dân biểu Lewanto đã lên án Bộ trưởng Công an Tô Lâm là một trong những người vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ở Việt Nam và kêu gọi ông Lâm cần phải bị Mỹ trừng phạt trong khuôn khổ dự luật Magnitsky toàn cầu. Dân chúng lo lắng khi vaccine được chích rộng rãi nhưng COVID vẫn tăng. Một người dân Hà Nội than thở cũng chẳng biết gì sao nữa. Giờ mỗi ngày ở Hà Nội hàng chục ca dương tính cộng đồng, còn lại là ở trong khu cách ly hay những người cách ly tại nhà. Tình hình này mà cứ tiếp tục kéo dài thì không biết làm sao nữa. Chẳng làm ăn được gì suốt gần 2 năm nay rồi. Đó là lời than vang của anh Đặng Thành Trung, một người sinh sống ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo anh Trung thì gia đình anh cũng như nhiều gia đình khác giờ cũng đành phó mặc cho trời, và thậm chí cũng không buồn quan tâm đến tình hình dịch bệnh hiện tại nữa. Vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, còn nhiều thứ phải lo toan hơn. Anh Trung nói anh lo lắng rằng việc tiêm vaccine dù đã được khai triển đại trà nhưng do thời gian còn ngắn, cơ thể những người đã có vaccine chưa sản sinh kháng thể thì nhiều hoạt động tập trung đông người đã được phép quay trở lại, khiến cho việc lây nhiễm là khó tránh khỏi. Đặc biệt trong điều kiện ở những thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, nơi người dân sinh sống quá tập trung. Những quán hàng ăn uống hay tiệm cà phê nho nhỏ nhưng khi mở cửa trở lại, luôn có hàng chục người tụ tập ăn uống cùng một lúc. Bên cạnh đó, anh cũng lo lắng không biết việc khai triển vaccine tại các quận huyện
không bảo đảm tiêu chuẩn khi một số loại vaccine yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt với tủ lạnh âm sâu, một thứ vốn không có sẵn ở Việt Nam. Những tuần lễ vừa qua, Việt Nam liên tiếp ghi nhận từ 8.000 đến 9.000 ca dương tính với COVID mỗi ngày. Mặc dù dịch bệnh có chiều hướng bùng phát trở lại, nhưng trong một cuộc họp gần đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thừa nhận rằng không thể tiếp tục các biện pháp phong tỏa đóng cửa như trước, mà phải học cách sống trong hoàn cảnh bình thường mới như nhiều quốc gia hiện đang áp dụng. Cựu Cục Phó Quản lý Thị trường Trần Hùng bị điều tra tội nhận hối lộ. Ông Trần Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý Thị trường bị đổi tội danh từ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang nhận hối lộ sau 3 tháng bị bắt. Ngày 19 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an cho biết đã ra quyết định trên với ông Hùng và số tiền nhận hối lộ và hành vi cụ thể của ông Hùng thì chưa được công bố. Khung hình phạt cao nhất của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là 15 năm tù, với tội nhận hối lộ là chung thân hoặc tử hình. Ông Hùng đã bị khởi tố tạm giam ngày 17 tháng 8 với cáo buộc liên quan đến vụ án in 3.2 triệu cuốn sách giáo khoa giả. Nhà chức trách xác định là từ tháng 7/2020 thì Cục Quản lý Thị trường của Hà Nội phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có sai phạm trong hoạt động kinh doanh in ấn phát hành sách giáo khoa trên địa bàn. Vào thời điểm đó, ông Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường Hà Nội và Đội Quản lý Thị trường số 17 kiểm tra kho của công ty Phú Hưng Phát. Tại đây, lực lượng quản lý thị trường phát hiện thu hơn 27.000 quyển sách mà thuộc 68 đầu sách giáo khoa là giả. Và ông Hùng bị cáo buộc không chỉ đạo cấp dưới giải quyết sự việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Và hành vi này khiến cho vụ sản xuất sách giả bị phát hiện nhưng không được điều tra, xử lý hình sự. Và việc làm của ông là cùng các bị can khác bị đánh giá đã để cho đường dây sách giả này tiếp tục hoạt động. Vụ án được khởi tố vào sáng 18 tháng 6 khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ đột kích công ty In, Văn hóa Truyền thông Hà Nội và công ty Phú Hưng Phát tại Hà Nội. 19 xưởng in, gia công, 15 kho hàng, 3 dây chuyền máy in offset 4 màu phục vụ sản xuất, xuất sách giả ra bị phát hiện. Và hiện tổng cộng 12 người đã bị khởi tố, mà trong đó có 3 cán bộ thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội. Lao động Việt Nam có thể ở lại Nhật Bản vô thời hạn. Nhật Bản đang xem xét cho lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam được phép ở lại vô thời hạn và mang theo người thân từ năm 2022. Một quan chức Bộ Tư pháp Nhật Bản hôm 18 tháng 11 cho biết Nhật Bản đang tìm cách cho lao động nước ngoài cổ cồn xanh. Chỉ những người làm công việc tay chân được phép ở lại nước này vô thời hạn từ năm tài khóa 2022. Theo luật lao động Nhật Bản có hiệu lực từ năm 2019, các lao động làm nghề nước ngoài trong 14 lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng và vệ sinh được phép ở lại nước này tới 5 năm nhưng không được đem theo người thân. Đây được coi là động lực để chính phủ Nhật Bản tìm cách nới lỏng hạn chế về visa cho lao động nước ngoài. Nếu Nhật Bản sửa luật, các lao động nước ngoài gồm nhiều người từ Việt Nam sẽ được phép gia hạn visa vô thời hạn và được mang theo gia đình. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của ngày hôm nay của Hồng Vệ TV với Trương Minh và Julie. Xin được kính chào quý vị và các bạn.